chuyện truyền thanh câu chuyện truyền thanh kính thưa quý vị và các bạn bầu cử quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp là ngày hội lớn của toàn dân thực hiện cuộc vận động chính trị và sinh hoạt dân chủ sâu rộng, trực tiếp lựa chọn những đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân tại cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất và cơ quan quyền lực nhà nước địa phương. Để có phần vào thắng lợi đó, mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh phải ra sức chuẩn bị và tiến hành cuộc bầu cử, nhất là thực hiện tốt quyền của công dân, đảm bảo cho cuộc bầu cử được tiến hành thực sự dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân đó cũng là nội dung mà tác giả khương duy gửi gắm qua câu chuyện truyền thanh nghĩa vụ và quyền lợi bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe với sự tham gia thể hiện của các diễn viên tường duy dây tuấn hồ trải dây ông tư kim liên dây bà sáu ngọc loan đọc lời dẫn biên tập và dàn dựng chương trình quỳnh thanh tuấn tại nhà ông tư tuấn trưởng ấp đến nhà ông tư gửi thư mời dự hội nghị cử tri gặp mặt người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân. Chú Tư ơi, chú Tư, con Tuấn nè, con vô nhà được không chú? Ủa, Tuấn trưởng ấp đây mà, vô, vô nhà đi con, chú cháu mà khách sao nữa. Chú nay không đi thăm đồng sao, bữa nay thấy thảnh thơi quá vậy. Chú mới đi về đó chứ, đi sớm, sẵn tập thể dục cho giảng gần giảng cốt. Con uống cà phê nha, chú kêu cà phê. Dạ thôi chú, con ghé qua chú một chút xíu á, rồi đi liền hả? Ủa, sao vậy? Ngồi uống cà phê nói chuyện một chút chứ. Lâu quá chú cháu không có ngồi nói chuyện với nhau. Dạ, thời gian qua con bận cái vụ bầu cử. Chú đừng có kêu cà phê nha. Con còn đi lại mấy cái hộ nữa để mời dự hội nghị cử tri nè. Ờ, chú nghe nói mấy ấp khác người ta tổ chức hội nghị cử tri gặp gỡ với người ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp rồi. Tối nay tới ấp mình hay sao con? Dạ, trên thư mời có ghi nè chú. Ờ, chú cũng được mời dự nữa hả? Sao lại không? Chú nhớ đến dự nghe. Đây là hội nghị quan trọng á, để bà con cử tri mình tiếp xúc gặp gỡ với người ứng cử. Nghe người ứng cử đại biểu hội đồng dân dân các cấp trình bày chương trình hoạt động của mình nếu trúng cử đó chú. Ừ, ờ, cái vụ này á, thì chú biết nè. Chú cũng muốn đến dự để nhắn nhủ các đại biểu hội đồng nhân dân. Nếu trúng cử á, thì cố gắng cống hiến hết sức mình để đại diện ý chí, nguyện vọng chính đáng của bà con nhân dân. Dạ, ai cũng hiểu được ý nghĩa của cuộc bầu cử đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp như chú thì tốt biết mấy. Hay vậy chứ bà con ai cũng biết hết đã con à. Không biết nhiều thì cũng biết ít. Ngày nào trên đài cũng tuyên truyền hết mà. Nếu chú gặp bà con nào chưa hiểu thì tuyên truyền tiếp tụi con nha chú. Bà con mình hiểu được ý nghĩa tầm quan trọng của cuộc bầu cử thì mới hăng hái đi bầu được. Chú thì không biết rành như con, nhưng mà hiểu tới đâu thì sẽ tuyên truyền tới đó. Cái gì khó quá thì gọi con cầu cứu ha Dạ con luôn sẵn sàng Mà thôi con còn phải đi gửi thư mời tiếp nữa Hôm nào rảnh rảnh con ghé chú chơi lâu hơn nha Ờ, ừ, Nhớ nha Bữa nào qua chú uống cà phê nói chuyện Chứ như bữa nay à Bày tới cái đi về liền hả à. Dạ chú thông cảm Con còn công chuyện mà Thôi chờ vậy mà Thôi lo làm công chuyện của con đi Dạ con đi nha chú ừ. Tại quán cà phê bà Sáu Ông Tư háo hức dự hội nghị nên đi sớm đến quán cà phê bà Sáu uống chờ tới giờ. Chị Sáu, cho ly cà phê ít đường nha chị. Nhớ là ít đường đó nha. Biết rồi, khách mối của tôi mà. Anh uống làm sao không lẽ tôi không nhớ? Tuy dặn vậy nhưng mà chị có cái tật quen tay. Tôi bị mấy lần rồi, uống vô như ăn chè đó. Trời ơi, lỡ tay có một lần mà nói hoài luôn vậy á. Bị một lần là tôi sợ tới bây giờ đây nè. Thông cảm đi tuổi già rồi hạn chế mấy cái đồ ngọt mặc dù tôi cũng hảo ngọt lắm ý ý quên nữa đừng có làm cà phê nha chị sao vậy lỡ pha rồi nè thiệt tình á tại tôi kêu quen miệng ngồi giờ sao đây chị thông cảm buổi chiều tối như vậy á mà uống cà phê á là tôi không ngủ được tại kêu quen miệng như buổi sáng vậy giờ anh uống cái gì để tôi làm ừ thì không ấy làm tôi ly trà đường đi thông cảm nha chị chuyện nhỏ mà ủa Tối nay đi đâu mà ăn mặc bảnh tỏn vậy anh Tư? Nhìn phong độ quá ta. Khen lố rồi đó, tôi mặc bình thường mà. Khen lịch sự vậy, mà sao nay có vụ gì giờ này mà đi cà phê ạ? À? Nói nào ngay, tôi được trên ấp mời dự hội nghị cử tri, gặp mặt người ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp. À, ủa, người ta mời 7 giờ lận mà, gì mới 5 giờ anh đi rồi? Tôi nôn, nói chị nghe nè, hồi sáng á cháu tuấn trưởng áp tới đưa thư mời là tôi tranh thủ mần hết công chuyện nhà sau đó ăn cơm tắm rửa sớm để đi đó thấy ghê chưa ghê thiệt nếu như anh á mà đi làm xui á thì không biết nôn tới cỡ nào nữa ha chuyện này cũng quan trọng lắm chứ bộ ủa mà sao chị biết 7 giờ tối nay tổ chức hội nghị ở ấp mình vậy tôi cũng có thư mời nè êm quá ta vậy thì tôi ngồi đây uống cà phê chờ chị đi luôn nha chị sao chắc anh đi trước đi anh tư ơi tôi bận buôn bán lu bu quá à chị thu xếp đi cùng lắm nghỉ bán một bữa có gì đâu Ê, không được đâu nghỉ bán mất mối hết với lại lên đó cũng ngồi nghe xong rồi về chứ có biết gì sao lại không biết chị đến dự hội nghị cử tri gặp gỡ trực tiếp người ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp sẽ được nghe chương trình hoạt động của người ứng cử rồi mình góp ý xem như thế nào từ đó mình mới coi người nào đủ năng lực trình độ uy tín phẩm chất đạo đức này kia để bầu chứ Anh biết rành thì nên đi để bầu cho đúng người Tôi có biết gì chương trình hoạt động của người ta đâu mà góp ý nhận xét gì chứ Nói cho dễ hiểu á là mình xem người ứng cử hứa hẹn Nếu mà trúng cử đại biểu hội đồng nhân dân á sẽ làm gì có lợi cho dân Đi đi chị Sáu, đi rồi biết à Ủa chú Tư, đi đâu sớm vậy nè Đừng có nói là nôn đi dự hội nghị cử tri nha Chứ còn gì nữa, Ông tới nãy giờ rồi đó Nè Tuấn Từ nãy giờ á Chú thuyết phục chị Sáu đi dự chung á Mà không được đó Thiếm Sáu cũng có thư mời mà Sao Thiếm không đi vậy Con cũng biết Thiếm buôn bán lu bu mà Đâu có bỏ nhà cửa quán xá đi được Thiếm đóng cửa đi một chút cũng được mà Bầu cử đại biểu quốc hội Và hội đồng nhân dân các cấp quan trọng lắm Các cuộc hội nghị tiếp xúc giữa người ứng cử Và cử tri cũng vậy Mình đến dự sẽ hiểu hơn về người ứng cử Để quyết định bỏ phiếu lựa chọn người cho đúng mà Tuấn nè, những người nhiệm kỳ cũ quá không làm tiếp đi. Sao phải bầu cử tới lưu chi cho cực vậy? Chị này hỏi ngộ chưa? Pháp luật quy định nhiệm kỳ 5 năm. Hết nhiệm kỳ thì phải bầu cử lại chứ. Lúc này là lúc người dân mình thể hiện quyền dân chủ. Thông qua lá phiếu, bầu chọn người có đủ đức, đủ tài vào cơ quan quyền lực nhà nước. Nhưng làm sao mình biết được người ta có đủ tài, đủ đức hay không? Bởi vậy mới có hội nghị tiếp xúc giữa người ứng cử và cử tri nè. Chủ tư nói đúng đó thím. Bầu cử là ngày hội lớn của toàn dân, thực hiện cuộc vận động chính trị và sinh hoạt dân chủ sâu rộng, trực tiếp lựa chọn những người đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân tại cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất và cơ quan quyền lực nhà nước địa phương. Lá phiếu của mỗi người dân có tính quyết định rất lớn sự phát triển kinh tế xã hội, đời sống dân dân đó thím. Dữ vậy sao? Thím tính tới bữa bầu cử, Nhờ ai đi bỏ phiếu dùm đó chứ Ai à, cho chị bỏ phiếu dùm Phải tự tay mình bỏ lá phiếu vào thùng Thì mới ý nghĩa chứ Tự dưng quyền lợi của mình Mà đưa hết vào tay người khác Tôi nói chị nghe nè Chị phải thể hiện trách nhiệm công dân của mình đi chứ Ý ngộ Anh nói cứ như tôi á không có trách nhiệm vậy Đi thì đi Đi để coi có gì đặc biệt không Ờ vậy coi phải được không Dạ con đi trước chuẩn bị Chút nữa chú với thím sáo đến ấp giữ ngang Ừ, con cứ đi làm công chuyện của con cho chu đáo đi. Sau hội nghị, bà Sáu và ông Tư bàn tán sôi nổi về những lời hứa và chương trình hành động của các vị ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân. Anh Tư, vậy? anh thấy cái phần hứa hẹn hồi nãy của đại biểu được không? Được mà, tôi thấy rất là đúng với ý của tôi đó. Nhất là cái cô nữ gì đó, trẻ mà dối dễ sợ hen. Ủa phát biểu mà tôi nghe khoái hết sức vậy hả? À? Y bon. Cô nói đúng các vấn đề khó khăn, bức xúc ở địa phương mình luôn đó chị. Nếu cô này mà trúng cử thì địa phương mình sẽ được tháo gỡ rất nhiều đó nha. Ủa, hồi nãy nói đi cho biết thôi, sao giờ hào hứng bàn tán quá vậy chị sao? Đi xong tôi mới thấy anh nói đúng đó. Đến dự hội nghị gặp gỡ này thì mình mới có thể đánh giá được người ứng cử để mà lựa chọn cho chính xác. Chứ sao, mình phải coi ai tâm quyết, đủ đức đủ tài để mà bầu chọn. Vậy là ngày Chủ nhật, ngày 23 tháng 5 là ngày bầu cử phải không anh? À chà, ngay ngày Chủ nhật hả? Vậy chị sao không đi được rồi. Ủa, ủa? Sao lại, sao tôi lại không đi được? Ừ, thì ngày Chủ nhật là ngày chị bán được nhất. Bỏ đi mất mối hết rồi sao? Cái anh này, anh chọc tôi hoài hả? Tôi bán cà phê, mối mang cũng chỉ bà con trong xóm mình thôi. Bỏ đi một chút có làm sao đâu. Dạ, đúng vậy. Mình phải trực tiếp đi bầu để thể hiện quyền công dân của mình chứ phải đó. Lúc đầu do chưa hiểu hết tầm quan trọng của cuộc bầu cử lần này, nên tôi chần chừ chứ bộ. Giờ thì hiểu được chút chút rồi. Ừ, sao lại hiểu chút chút? Giờ còn điều gì chưa hiểu thì hỏi luôn đi. Để cho Tuấn nó giải thích rồi nghe. Thôi, phiền cha Tuấn lắm. Để cho Tuấn về nghỉ ngơi nữa chứ. Dạ, không sao đâu thím sáo. Việc tuyên truyền về bầu cử đại biểu quốc hội và hội đồng dân dân các cấp cũng là trách nhiệm của con mà. Giờ thím sáo có gì chưa rõ thì cứ hỏi đi. Con biết đến đâu á con sẽ trả lời tới đó Vậy hen thím nghe nói á là việc bầu cử lần này á Quyết định rất lớn đến chuyện phát triển kinh tế xã hội Và đời sống người dân Là sao con Dạ những đại biểu được bầu đợt này á Nếu trúng cử vào cơ quan quyền lực nhà nước Sẽ là những người đề ra nghị quyết Quyết sách quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hội Của mỗi địa phương Nếu mình chọn những người đủ tài đủ đức thì sẽ có những chính sách đúng đắn giúp phát triển kinh tế xã hội và chăm lo, nâng cao cho đời sống của dân đúng đó chị sao? cho nên mình phải đi tiếp xúc với người ứng cử là vậy đó. Tôi hiểu rồi. Mà hồi nãy cháu Tuấn nói là trúng cử vào cơ quan quyền lực nhà nước, mà là quyền lực như thế nào hả con? Dạ, đại biểu hội đồng dân dân á có quyền chất vấn chủ tịch ủy ban nhân dân, phó chủ tịch ủy ban nhân dân, quỹ viên ủy ban nhân dân, Chánh án tòa án nhân dân, viện trưởng viện kiểm sát nhân dân, dân cung cấp, đại biểu hội đồng dân dân á có quyền kiến nghị Hội đồng Dân dân bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng Dân dân bầu, kiến nghị tổ chức phiên họp chuyên đề, phiên họp để giải quyết các công việc phát sinh đột xuất, phiên họp kính của Hội đồng Dân dân và kiến nghị về những vấn đề khác mà đại biểu thấy cần thiết. Đại biểu Hội đồng Dân dân cũng có quyền kiến nghị các cơ quan tổ chức cá nhân áp dụng biện pháp cần thiết để thực hiện hiến pháp, pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích của nhà nước, quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Dữ đa! Vậy thì người trúng cử á cũng phải có trình độ, kiến thức cao lắm mới có thể chấp vấn lãnh đạo, ủy ban nhân dân và các ngành được chứ. Chứ sao? Còn phải am hiểu pháp luật nữa để mà bảo vệ người dân nữa kìa. Dạ đúng vậy. Khi phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật gây thiệt hại đến lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, đại biểu hội đồng dân dân có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức hữu quan thi hành những biện pháp cần thiết để kịp thời chấm dứt hành vi vi phạm pháp luật khi thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của đại biểu đại biểu hội đồng nhân dân có quyền yêu cầu cơ quan tổ chức cá nhân cung cấp thông tin tài liệu liên quan đến nhiệm vụ quyền hạn của cơ quan tổ chức cá nhân đó đúng là đi một ngày đàn học một sàn khôn mà đã vậy còn tính nhờ người bỏ phiếu giùm nữa chứ bỏ đi đừng có nói móc tôi như vậy nữa giờ tôi thông suốt hết rồi nghe giờ về nè thím sáo, thím bán cà phê á thấy bà con nào chưa hiểu rõ thì tuyên truyền giúp con nghe không biết thì thôi, biết rồi thì phải làm tích cực chứ. Đây là nghĩa vụ và quyền lợi của công dân mình mà. Chuyện này để thiếm sáo lo. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện truyền thanh Nghĩa vụ và quyền lợi của tác giả Khương Duy. Chương trình câu chuyện truyền thanh của Đài Phát Thanh Vĩnh Long đến đây tạm dừng. Quỳnh Thanh Tuấn và những người thực hiện xin nói lời chia tay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình ngày mai cũng vào giờ này. Thân ái chào tạm biệt.